vị đã giữa màn hình và tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin Thế Giới ngày 14 tháng 7 có những bản tin nổi bật như sau. Xe tải lao vào đám đông mừng quốc khánh ở Pháp Quốc, 84 người chết. Khoảng 22 giờ 30 tối ngày 14 tháng 7, một chiếc xe tải lao vào đám đông đang theo dõi màn trình diễn pháo hoa nhân ngày quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, miền nam nước này. Vụ việc đã làm ít nhất 84 người chết, kẻ lái xe đã bị cảnh sát tiêu diệt. Tổng thống Pháp François Hollande gọi đây là tấn công khủng bố, tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng. Ông huy động lực lượng dự bị tăng cường cho cảnh sát và hiến binh Pháp. Lực lượng này bao gồm những công dân có hoặc không có kinh nghiệm quân sự cùng cựu quân nhân. Hàng loạt lãnh đạo chính trị, tôn giáo trên thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công, kêu gọi đoàn kết đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Theo giấy tờ tìm được trên xe, kẻ tấn công 31 tuổi, cư dân thành phố Nice và là người gốc Tunisia. Truyền thông Pháp xác định hắn là Mohamed Halouazi Holel. Hàng xóm gần nhà nghi phạm mô tả hắn là người cô độc và trầm lặng, không giống người theo tôn giáo, thường mặc quần ngắn và chưa bao giờ đáp lại lời chào từ hàng xóm. Cảnh sát Pháp dự kiến họp báo vào 17 giờ địa phương về vụ việc. Nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS tuyên bố bắn hạ một chiếc phi cơ của quân đội Syria. Truyền thông quốc tế loan báo một chiếc phi cơ chiến đấu của quân đội chính phủ Syria vào ngày thứ Năm 14 tháng 7 đã bị các chiến binh thuộc nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS bắn hạ tại thành phố Diyarbakır. Hãng thông tấn Ahmad vốn có liên hệ mật thiết với phe ISIS vào cùng ngày đã cho công bố một đoạn video ghi rõ cảnh tượng chiếc phi cơ đang bốc cháy một cách dữ dội dưới mặt đất, bên cạnh thi thể đã biến dạng của viên phi công điều khiển máy bay. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc cho biết vụ bắn phi cơ đã xảy ra tại khu vực đồi núi Sadat, cách phi trường quân sự Deir ez-Zor khoảng 5 cây số về phía tây nam. Đây là lần thứ hai nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS bắn hạ phi cơ của quân đội Syria kể từ tháng 4 vừa qua cho đến nay. Nhiều người bị thiệt mạng sau cuộc không kích tại thị trấn Ariha của Syria. Ít nhất có 12 người được cho là đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị trọng thương sau hàng loạt cuộc không kích đẫm máu tại thị trấn Ariha do quân nổi dậy kiểm soát vào ngày thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua. Nằm trong số những người bị tử vong còn có 3 trẻ em. Nơi này tọa lạc trong vùng mạng nam thành phố Rastan, nơi thường diễn ra các cuộc giao tranh đẫm máu giữa phe đối lập và quân chính phủ Syria trong suốt thời gian qua. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội đồng thời đã quay lại cảnh tượng các nhân viên cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân kém may mắn bên dưới đống đổ nát. Do đó, một số người bị thiệt mạng theo dự trù sẽ gia tăng trong vài ngày tới đây. Vụ không kích nêu trên diễn ra ngay vào thời điểm quân đội Syria đang cố đẩy lùi nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS ra khỏi thành phố Aleppo. Kẻ chủ mưu trong vụ tấn công trường học ở Peshawar đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Hoa Kỳ. Một nguồn tin quân sự Pakistan vào ngày thứ Năm 14 tháng 7 cho biết, kẻ đầu não đứng sau vụ tấn công khủng bố nhằm mục đích nhắm mục tiêu vào một trường học ở thành phố Peshawar cách khoảng 2 năm về trước, đã vừa bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng phi cơ điều khiển từ xa của Hoa Kỳ tại quốc gia láng giềng Afghanistan. Người đứng đầu cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan, tướng Asim Bawa cho biết, một trong những thủ lĩnh cấp cao của Taliban, tức Umar Naray, đã bị quân Hoa Kỳ giết chết vào ngày 9 tháng 7 tại tỉnh Nangarhar thuộc miền đông Afghanistan. Umar Naray là thủ lĩnh phong trào vũ trang Tehrik-i-Taliban, vốn có quan hệ mật thiết với nhóm phiến quân nổi dậy Taliban ở Pakistan. Như chúng tôi đã từng đưa tin trước đó, ít nhất 150 người đã bị thiệt mạng và 122 người khác bị thương trong vụ khủng bố nhằm mục tiêu vào một ngôi trường trung học tọa lạc tại thành phố Peshawar của Pakistan vào ngày 16 tháng 12 năm 2014. Sự việc đã khiến cho cộng đồng thế giới vô cùng phẫn nộ. Chính phủ Pakistan sau đó đã tuyên bố thành lập các tòa án quân sự trên toàn quốc nhằm để xét xử những kẻ tấn công khủng bố trong tương lai. Thi thể của 4 người nhập cư bất hợp pháp được đưa vào hòn đảo Sicily của Ý Quốc. Một đoạn video do lực lượng hải quân Ý cung cấp vào ngày thứ Năm 14 tháng 7
đã quay lại cảnh tượng hơn 350 người nhập cư bất hợp pháp được chiếc tàu Topaz Responder của tổ chức từ thiện MOAS giải cứu và đưa tới thành phố cảng Minisa của Ý Quốc. Ngoài ra còn có 4 thi thể của người vượt biên được đưa vào đất liền. Giới truyền thông địa phương loan báo, toàn bộ các thuyền nhân nêu trên đều phải trải qua tiến trình xác nhận danh tính và kiểm tra sức khỏe tường tận sau khi được giải cứu khỏi một chiếc tàu ập ẹp bị mắc cạn trong hải phận Libya. Tổ chức di cư quốc tế viết tắt là IOM ước tính có khoảng 170.000 người vượt biên đặt chân lên lãnh thổ Ý vào năm 2014. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên mức 153.000 người vào năm 2015. Trong suốt 2 năm trở lại đây, đã có hơn 8.000 người nhập cư bị bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải khi đang cố vượt biên sang các quốc gia Âu Châu. Kể từ đầu năm cho đến nay, đã có gần 67.000 người đến từ khu vực Châu Phi và Trung Đông quyết định rời bỏ nhà cửa để vượt biên sang Ý. Đây cũng là một thách thức khó khăn cho Liên minh Âu Châu phải đương đầu với bối cảnh nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung Euro đang có nhiều biến động. Xả súng bên trong đồn cảnh sát ở Kenya khiến cho 4 người bị tử vong. Một kẻ tuyển mộ tân binh của nhóm phiến quân khủng bố Al-Shabaab vào ngày thứ Năm 14 tháng 7 đã nổ súng bắn chết ít nhất 4 nhân viên công lực tại đồn cảnh sát ở thành phố Kaben Guria thuộc miền Tây Kenya, nơi tay súng nêu trên đang bị giam giữ. Sau khi cướp đi vũ khí từ một nhân viên cai ngục, đương sự đã ra tay sát hại các nhân viên cảnh sát rồi bắt các tù nhân khác làm con tin. Một giới chức giấu tên cho biết, số người bị tử vong theo dự trù sẽ gia tăng trong vài ngày sắp tới do đang có nhiều người bị thương trong vụ nổ súng nêu trên. Được biết vào đầu tháng Giêng năm 2016, tổ chức khủng bố Al-Shabaab cũng đã sát hại 100 binh sĩ người Kenya trong một căn cứ quân sự ở thành phố El Dadi ở Somalia. Nhóm phiến quân nổi dậy của Al-Shabaab vốn có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã liên tục thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Kenya, trong đó bao gồm vụ đánh bom khủng bố tại khu thương xá Westgate ở thủ đô Nairobi vào năm 2013 và vụ tấn công trường đại học Garissa vào ngày 2 tháng 4 năm 2015. Ông Boris Johnson trở thành tân Bộ trưởng Ngoại giao của Anh Quốc. Truyền thông quốc tế loan báo cựu thị trưởng thành phố London Boris Johnson vừa được nữ tổng thống vừa mới đắc cử Theresa May bổ nhiệm vào chức vụ Ngoại trưởng Anh Quốc vào ngày thứ Tư 13 tháng 7. Ông từng là người có tiếng nói mạnh mẽ trong chiến dịch Brexit, kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Âu Châu trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Việc ông Boris Johnson trở thành tân Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc đã khiến cho nhiều người dân và giới chính trị gia trong nước vô cùng bất ngờ. Tân Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức cải tổ nội các sau vụ ra đi của người tiền nhiệm là ông David Cameron. Sau khi ông Boris Johnson lên thay thế, cựu Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã được bổ nhiệm làm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính của quốc gia. Thủ tướng Đức Angela Merkel công du tại Kyrgyzstan. Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày thứ Tư 13 tháng 7 đã đặt chân đến thủ phủ Bishkek của Kyrgyzstan nhân chuyến công du 2 ngày tại quốc gia Trung Á này. Bà Angela Merkel đồng thời là vị thủ tướng đầu tiên của Đức đến thăm Kyrgyzstan. Bà đã được Tổng thống Kyrgyz-Almabek Atanbayi đích thân ra tiếp đón tại phi trường quốc tế Manat trong tiếng nhạc du dương của nhạc công. Sau buổi hội đàm cùng với cấp lãnh đạo cao cấp của chính phủ Kaiser, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được mời tham gia vào một phiên họp quốc hội. Mục đích của chuyến viếng thăm lần này là nhằm để thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Đức và Kyrgyzstan. Giới lãnh đạo Đức và Nam Hàn đến Mông Cổ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu. Các vị nguyên thủ đến từ hai lục địa Âu Châu và Á Châu, trong đó bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nam Hàn Phát Cận Huệ đã vừa có mặt tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ vào ngày thứ Năm 14 tháng 7, trước thềm cuộc hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ASEM Summit thường niên lần thứ 11. Cuộc họp theo dự trù sẽ diễn ra trong suốt 2 ngày 15 và 16 tháng 7, với trọng tâm xoay quanh các vấn đề chính trị văn hóa. Cùng tham gia vào hội nghị lần này còn có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Liên minh Âu Châu
Federica Mogherini. Đây là hội nghị thượng đỉnh SAEM đầu tiên không có sự tham gia của lãnh đạo Anh Quốc sau khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh Âu Châu. Các bên tham gia hội nghị theo dự trù sẽ thảo luận về những ảnh hưởng mà hiện tượng Brexit gây ra đối với nền kinh tế thế giới nói chung. Lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản tham gia tập trận chung trên vịnh Manila. Các binh sĩ thuộc lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản vào ngày thứ Tư 13 tháng 7 đã tham gia vào một cuộc tập trận song phương trong vùng vịnh Manila nhằm mục đích cải thiện nền an ninh hàng hải trong khu vực châu Á trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày một hung hăng trên Biển Đông. Khoảng 50 viên chức đến từ lực lượng tuần duyên Nhật và 15 sĩ quan từ Philippines đã cùng nhau tập trận giả định nhằm để rèn luyện khả năng chống cướp biển trên đại dương. Cuộc tập trận nêu trên đã diễn ra chỉ trong một ngày sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực ở Hague của Hà Lan công bố phán quyết về vụ kiện của chính phủ Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. Phán quyết của tòa cũng cho rằng Trung Cộng đã làm trầm trọng thêm các tranh chấp trong khu vực qua việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo và vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 15 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mỹ Hạnh chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.